Chuyển sang một thông tin đáng chú ý trong ngày. Hôm nay 19 tháng 2, thông tin từ Bộ Công an, ông Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc Công an thành phố Hải Phòng bị tạm giữ do nghi liên quan đến trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn. Cụ thể, ông Đỗ Hữu Ca bị cơ quan an điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tạm giữ hình sự ngày 18 tháng 2 do liên quan đến vụ án trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn xảy ra ở Quảng Ninh, Hải Phòng. Tối qua tại nhà riêng của ông Ca ở quận Hải An và ngôi nhà ở quê thuộc huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đã bị khám xét nhiều giờ. Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương tiến hành công tác điều tra tố tụng theo trình tự quy định của pháp luật. Được biết, ông Ca nghỉ hưu vào năm 2019, sau 9 năm làm giám đốc công an thành phố Hải Phòng. Thời điểm ông Ca làm giám đốc công an thành phố Hải Phòng cũng là lúc xảy ra vụ án Đoàn Văn Vườn nổ súng tấn công đoàn công tác cưỡng chế làm nhiều công an bị thương gây chấn động cả nước.